xe VinFast được triển lãm ở Paris đã tạo ra cho nhiều nước trên thế giới rằng nhận định Việt Nam chúng ta đã bước ra tầm cao mới. Xin chào quý vị và các bạn khán thính giả của Vietnam Story. Quý vị và các bạn thân mến, VinFast, hãng xe ô tô thương hiệu đầu tiên của Việt Nam được khai trương vào năm 2018. Công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ô tô dưới sự hậu thuẫn của Vingroup, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Sau 2 năm thành lập, VinFast đã đạt được những thành tựu vượt trội cả về thị trường trong nước lẫn thị trường quốc tế. Mới đây, Vingroup đã công bố đặt mục tiêu chiếm 1% thị trường ô tô tại Mỹ trong vòng 5 năm. Con số này tương đương với số lượng 160.000 tới 180.000 xe điện VinFast bán ra hàng năm tại Mỹ. Thông tin này đã làm dậy lên một làn sóng mới và nhiều ý kiến trái chiều đối với những người dân trong và ngoài nước. Vậy thì báo chí quốc tế sẽ nói gì trước công bố trên của tập đoàn Vingroup? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 3 tháng 7 vừa qua, Nikkei Asia đã đưa tin Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Phạm Nhật Vượng đã công bố mục tiêu tại Đại hội Cổ đông Thường niên vào cuối tháng 6 theo các phương tiện truyền thông trong nước. Theo đó, thì tập đoàn này có kế hoạch bán 15.000 chiếc ô tô tại Mỹ vào năm tới và vài trăm nghìn chiếc trong vòng 5 năm tới. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam cho biết, ông hoàn toàn tin tưởng Vingroup sẽ đạt được những mục tiêu này và sẽ đầu tư 2 tỷ đô la tài sản của mình để thúc đẩy doanh số bán hàng tại Mỹ. Vingroup đã đầu tư khoảng 3,5 tỷ đô la để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại thành phố Hải Phòng vào tháng 6 năm 2019. Nhà máy này hiện có công suất hàng năm khoảng 250.000 xe. Công ty đã bán được khoảng 30.000 xe hơi tại Việt Nam vào năm 2020, có kế hoạch bắt đầu bán ô tô điện vào cuối năm nay và tại châu Âu năm 2022. Như một phần của kế hoạch mở rộng, Vingroup đang xem xét niêm yết công ty sản xuất ô tô VinFast tại Mỹ. Buổi ra mắt dự kiến sẽ diễn ra sớm nhất là từ quý 4 tới quý 6 trong các thông tin ban đầu. Nhưng việc chuẩn bị được cho là mất nhiều thời gian hơn dự kiến vì một số vấn đề kỹ thuật. Phó Chủ tịch Vingroup Lê Thị Thu Thủy cho biết, tập đoàn đang chuẩn bị ra mắt thị trường chứng khoán nhưng bà sẽ không cho biết thời gian chính xác. Trước đó, thì trang tin Green Technica từng nhận định VinFast có 6 lý do để có thể thành công trong lĩnh vực sản xuất ô tô điện. Thứ nhất, tính cấp thiết của việc chuyển sang phương tiện giao thông chạy điện. Thứ hai, nhân sự dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện. Thứ ba, đối tác hàng đầu trong lĩnh vực xe điện. Thứ tư, mở cửa hợp tác quốc tế. Thứ năm, chiến lược công nghệ dài hạn. Và thứ sáu, quan trọng nhất là tham vọng lớn. Tài sản lớn nhất của VinFast không phải là công nghệ. VinFast cam kết trở thành nhà sản xuất ô tô điện toàn cầu và tài sản lớn nhất mà công ty sở hữu để đạt được mục tiêu này chính là tư duy siêu việt và tinh thần bất khuất của những con người VinFast nói riêng và tập đoàn Vingroup nói chung. Ông Michael Dunn, giám đốc điều hành của Zozogo, công ty tư vấn ô tô cho hay, tương tự như bất kỳ startup xe điện nào, VinFast cũng sẽ gặp phải những thách thức khó khăn khi xâm nhập vào thị trường Mỹ. Dù rằng VinFast là một hãng xe non trẻ, hơn nữa đối với ô tô điện, thách thức về cơ sở hạ tầng sạc cũng là một yếu tố đáng lo ngại. CEO Jojo vẫn tin rằng VinFast có thể tận dụng cơ hội từ việc chính quyền Tổng thống Biden đang thúc đẩy sự phát triển của xe điện. Theo Economic Times, chính quyền Biden đã có những kế hoạch tháng này sẽ đề xuất một quy định về khí thải xe hơi, phần lớn sẽ dựa trên các tiêu chuẩn của Obama, vốn đã bị Tổng thống Donald Trump bãi bỏ vào năm 2019. Tổng thống Joe Biden có một chiến lược gồm hai giai đoạn nhằm cắt giảm lượng khí thải từ ống xả xe hơi, nguyên nhân gây ra khí thải nhà kính lớn nhất nước Mỹ. Giai đoạn đầu tiên, ông sẽ khôi phục các tiêu chuẩn về mức xấp xỉ mà Tổng thống Barack Obama đã đề ra. Giai đoạn 2, ông sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn này hơn nữa với mục đích biến ô tô điện trở thành phương tiện giao thông chủ yếu được bán ở Hoa Kỳ. Ông Biden đã đặt ra chương trình nghị sự tham vọng nhất về khí hậu so với bất kỳ tổng thống Mỹ nào từ trước tới nay. Những mục tiêu được đặt ra đòi hỏi phải chuyển đổi căn bản nền kinh tế Hoa Kỳ khỏi nhiên liệu hóa thạch, bao gồm việc yêu cầu các tài xế Mỹ chuyển hướng nhanh chóng từ động cơ đốt sang xe điện không khí thải. Thời điểm này chính là cơ hội của VinFast để thuyết phục khách hàng trước khi thị trường ngày càng sôi động. Thật vậy, từ 2 năm trước đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có dự định xuất khẩu những chiếc xe điện sang thị trường Mỹ vào năm 2021. Vị chủ tịch Vingroup tự chi trả 2 tỷ đô la vào khoảng hơn 46.000 tỷ đồng trong khối tài sản của mình để đạt được những mục đích đó. Số tiền này chiếm khoảng một nửa vốn đầu tư của VinFast.
mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tạo ra thương hiệu đẳng cấp quốc tế. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều, chỉ có duy nhất một lựa chọn, ông Vượng trả lời phỏng vấn với tờ Bloomberg. Ông Vượng cho biết VinFast sẽ không có lợi nhuận nhiều nhất trong 5 năm kể từ khi mở bán bởi thị trường trong nước quá nhỏ, việc bán xe ra nước ngoài chính là cách tạo ra lợi nhuận. Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn. Ở mảng thị trường ô tô điện, rất nhiều startup Trung Quốc được đầu tư hàng tỷ đô la, nhưng chỉ một số ít trong đó có lợi nhuận. Bên cạnh đó, VinFast sẽ phải đối mặt với cuộc chiến không khoan nhượng với các hãng xe như Tata của Ấn Độ hay Proton của Malaysia để thành công ở thị trường nước ngoài. Thậm chí ngay cả tại Việt Nam, VinFast cũng phải đang cạnh tranh gay gắt với các hãng xe như Toyota, Ford hay Hyundai. Đồng thời thì VinFast cũng sẽ phải vượt qua nhiệm vụ khó khăn để thuyết phục được thị trường tiêu dùng Mỹ và những thị trường của các quốc gia phát triển khác. Tại đây, các tiêu chuẩn về khí thải và va chạm cực kỳ nghiêm ngặt. Ông Michael Dunn cho biết, VinFast cần xác định rõ ràng những rào cản phía trước để cạnh tranh ở thị trường nước ngoài. Ông cho biết, để cạnh tranh được tại Mỹ, thị trường khắc nghiệt nhất được trên thế giới thì bạn cần phải có một thương hiệu vững mạnh. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng trả lời rằng, chúng tôi có khát khao xây dựng một thương hiệu Việt Nam đặc chứng nhận quốc tế. Thách thức lớn nhất đối với chúng tôi là những sản phẩm Việt Nam không có thương hiệu quốc tế. Đối với nhiều bạn bè trên thế giới, Việt Nam vẫn là một nước nghèo và lạc hậu. Chúng tôi sẽ phải tìm cách để chứng minh rằng sản phẩm của chúng tôi thể hiện một Việt Nam đang phát triển và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới. Và thực tế đã chứng minh, VinFast chỉ mất 21 tháng để làm được những công việc mà hầu hết các nhà máy ô tô khác trên thế giới phải cần từ 36 tới 60 tháng. Từ khởi công, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và chính thức vận hành, nhà máy đi vào sản xuất hàng loạt, VinFast tạo nên kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Một chiếc xe của VinFast có khoảng 6.000 mũi hàn và với dàn robot tối tân nhất, hãng xe Việt đã rút ngắn thời gian sản xuất và đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Chúng tôi hoàn thiện 38 chiếc xe mỗi giờ và có khả năng sản xuất 250.000 chiếc xe mỗi năm. Không chỉ thần tốc trong việc xây dựng nhà máy, VinFast cũng đã lập kỳ tích mới trên thị trường ô tô với 10.000 đơn đặt hàng trước khi có xe thực tế một năm. Sau lễ khánh thành nhà máy, VinFast tổ chức bàn giao những chiếc xe đầu tiên vượt tiến độ cam kết với khách hàng trong khoảng 2 tháng. Cụ thể thì sản phẩm VinFast Fadil sẽ được bàn giao từ ngày 17 tháng 6 năm 2019, trong khi lắp A2.0 và lắp SA2.0 sẽ được giao vào cuối tháng 7 năm 2019. Để ra đời một mẫu xe với platform, động cơ và hệ thống chuyển động hoàn toàn mới, các hãng xe thường mất từ 4 tới 5 năm. Hiện nay nhanh nhất là Hyundai với khoảng 3 năm, còn với VinFast, chỉ sau chưa đầy 2 năm khởi công, nhà máy đã có sản phẩm thương mại đầu tiên, đó là kỷ lục của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam đưa xe ra nước ngoài kiểm thử và đánh giá về độ an toàn. Mức độ an toàn là giá trị cao nhất của một chiếc ô tô, đồng thời cũng là kỷ lục về số lượng xe mà một hãng xe tại Việt Nam mang đi kiểm thử. Điều này cho thấy sự tự tin rất lớn của VinFast trong việc tiếp cận các tiêu chuẩn toàn cầu. Để liên tiếp được tiếp cận kỷ lục thế giới trong ngành ô tô, VinFast đã chọn cách hợp tác với hàng loạt những tên tuổi hàng đầu trong ngành. Vừa tự phát triển R&D, hãng đặt hàng nhiều chi tiết từ những nhà sản xuất lớn trên thế giới. Cách làm này giúp cho VinFast có thể vừa xây dựng nhà máy, vừa đảm bảo được sản phẩm chất lượng để ghi dấu ấn là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ô tô nhanh nhất trên thế giới. Và cứ theo đà tăng trưởng như vậy, mặc dù có lẽ sẽ còn nhiều thách thức phía trước, nhưng tin chắc chắn rằng VinFast sẽ hạt hái được những thành công trong tương lai khi gia nhập thị trường ô tô quốc tế và đặc biệt hơn là Mỹ. Còn quý vị và các bạn khán giả có những nhận xét gì về mục tiêu chiến lược được VinFast đưa ra? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Video xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn đừng quên dành cho Việt Nam Story sự ủng hộ bằng cách like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!